Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Hạnh phúc đến vạn gia chính thức qua ải kiểm duyệt Ngày gặp chiều Lê Dịnh không còn xa Sau bao ngày chờ đợi bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia do Triều Lê Dịnh đóng chính đã qua ải kiểm duyệt sau nhiều tin đồn về lịch phát sóng thì cuối cùng, bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia do Triệu Lê Dịnh đóng chính đã chính thức được tổng cục cấp giấy phép phát sóng. Theo đó, phim chính thức qua hải kiểm duyệt từ ngày 25 tháng 1 với thời lượng 40 tập phim. Phim dự kiến sẽ lên sóng trên Yoku trong quý 1 năm 2022. Đây là thông tin khiến người hâm mộ của Triều Lê Dịnh muốn mở tiệc ăn mừng vì sau thời gian dài chờ đợi thì phim cũng đã chính thức qua ải lớn. Có thể nói vòng kiểm duyệt luôn là điều các đoàn phim cảm thấy lo lắng nhất bởi những yêu cầu khắt khe, thậm chí nhiều bộ phim buộc phải chỉnh sửa hoặc cắt bỏ bớt số tập phim thì mới có thể lấy được giấy phép phát sóng. Bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia khởi quay từ năm 2020, công bố chiều lời diễn đảm nhận vai nữ chính. Đạo diễn từng tiết lộ rằng Tiểu Hoa 85 là người phù hợp nhất cho vai diễn này và tin chắc rằng cô sẽ là người thể hiện tròn trịa vai hạ hạnh phúc. Có thể nói nhiều khán giả tỏ ra khá bất ngờ khi chiều lời diễn quyết định lựa chọn kịch bản phim Hạnh phúc đến vạn gia về tạo hình cô lột xác thành gái quê dặn dị quê mùa. Thông qua những hình ảnh hậu trường trong cô nàng khác hoàn toàn với hình ảnh nữ anh hùng hay đại mỹ nhân trong loạt phim trước đây. Ban đầu nhiều người tạo ra khá ngờ vực về vai diện này, thậm chí còn cho rằng đây là nước đi sai lầm của chiều lời dịnh. Hạnh phúc đến vạn gia là bộ phim truyền hình được cải biên từ bạn thủ cúc đi kiện. Phim lấy đề tài chủ nghĩa hiện thực, ấm áp tình người trong xã hội phụ nữ đương đại, luật sư chân đất, bảo vệ quyền lợi cho người dân làm đề tài chính. Trong phim Triều Lê Dịnh đảm nhận vai Hà Hạnh Phúc, cô gái thôn quê đã đến thành phố để làm việc, từ một người lao dẫn trở thành một thành viên không thể thiếu trong văn phòng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.